tạo nên một cái mạng lưới các cái câu lạc bộ trên địa bàn Hà Nội, kết nối các bạn với nhau và tiến hành những cái hoạt động trực tiếp để bảo vệ môi trường ở tại chính trường các bạn ấy. Các bạn sẽ là người xây dựng nên và duy trì nó, thì cái dự án trường học xanh đã ra đời. Trong năm học 2013-2014 thì dự án trường học xanh được tiến hành lần đầu tiên tại trường trung học phổ thông Trương Ngoại ngữ. Đó là bao gồm có dự án thông điệp xanh, các bạn vẽ những cái tấm poster mang những thông điệp bảo vệ môi trường và được đặt tại các cái khu vực rất là nhìn ở trong trường, như là cạnh công tắc điện hay là trong các khu vực nhà vệ sinh hay là trên các thùng rác. Và thêm một cái dự án nữa thì đó là cái dự án thư viện xanh. Ở đây là các bạn cung cấp những kiến thức về cây, về hoa, như là ý nghĩa của chúng, công dụng của chúng trong đời sống. Dự án trao đổi xanh, các bạn ấy trồng cây, trồng hoa, trao đổi lấy những cái đồ như là chai nhựa rồi là giấy cũ để tái chế được. Đợt này thì các bạn ấy có những hoạt động như là trồng cây để trang trí cảnh quan trong khuôn viên trường, đưa cây lên các cái giỏ treo trên hành lang, quét vôi ở khu vực các cái cây thân gỗ ở trong trường để cho nó sạch và bảo vệ cây chống mối mọt. Và ngoài ra thì các bạn ấy còn tổ chức một số dự án như là dự án nắp chai, thu nhận những cái nắp chai, vỏ chai. Vỏ chai thì dùng tái chế để trồng cây, nắp chai thì các bạn sử dụng để ghép hình ảnh logo của trường và truyền tải để thông điệp là chúng em yêu Trường Ngoại ngữ. Là giúp các em những cái hiểu biết, cái nhận thức về bảo vệ môi trường. Cái thứ hai là cũng trang bị cho các em những cái kỹ năng cơ bản trong cái ứng xử với môi trường xung quanh mình, mà có thể là trong lớp học, trong nhà trường và rộng ra có thể là xã hội. Và cái thứ ba nữa là chúng tôi cũng muốn đào tạo ra những thế hệ học sinh không chỉ giỏi về ngoại ngữ, không chỉ giỏi về văn hóa, mà còn là những tuyên truyền viên trong những vấn đề có tính sống còn của loài người chúng ta. Việc trồng cây này không chỉ giúp các bạn có thể hiểu biết thêm về nhiều loài cây hơn, mà còn giúp các bạn có thêm tình yêu với các loài cây và đặc biệt là với môi trường, giúp các bạn nâng cao được ý thức về bảo vệ môi trường, không chỉ ở trong trường học mà còn ở xung quanh nơi mình sinh sống nữa. Qua những buổi truyền thông thì mình học hỏi, mình hiểu được thêm là ý thức bảo vệ môi trường rất quan trọng. Ví dụ như kiểu trước đây mình đi qua thì những cái rác mình không nhặt thì bây giờ mình đã nhặt lên và bỏ vào thùng. Cách để biến suy nghĩ thành hành động, như một ý tưởng trong đầu mà có thể dám thực hiện nó, và với sự giúp đỡ và
hỗ trợ từ các bạn Green School, từ một dự án cho thành một câu lạc bộ của trường và cũng được sự ủng hộ của thầy cô cũng như là học sinh trong trường. Nó không phải chỉ đơn thuần là hoạt động tình nguyện mà nó là cái tình cảm cô trò. Hoạt động và các bạn đã có những hoạt động rất là sáng tạo.